Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Nếu ví kiến thức của nhân loại như một vũ trụ bao la thì kiến thức của mỗi con người chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Và mỗi người chúng ta tuy vậy luôn cố gắng trau dồi để hoàn thiện bản thân. Và các thí sinh trong cuộc thi Đường đỉnh Olympia cũng vậy. Họ luôn cố gắng khám phá những chân trời kiến thức mới. Và đó cũng chính là lý do vì sao họ chọn con đường gian nan, thử thách, khó khăn nhưng đầy vinh quang. Đó chính là chinh phục đỉnh Olympia. Vâng, có mặt trong ngày hôm nay cùng với chúng tôi còn có 4 thí sinh nữa, nhưng hơn hết đó chính là quý vị khán giả. Và ngay mở đầu chương trình thôi thì chúng tôi đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng cổ vũ nhiệt tình hơn để cùng đón chào 4 thí sinh của chúng ta. Xin mời. Đón thí sinh đầu tiên, bạn Bùi Vĩnh Tài đến từ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Đồng Nai. Em tên là Bùi Vĩnh Tài, đến từ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn bên Hoàng Nai. Đến với chương trình này với mục đích là giao lưu và học hỏi. Em kính mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý đại biểu và cũng như là quý khán giả. Và thí sinh xuất phát ở vị trí thứ hai trong đoàn leo núi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Hoàng Hữu Đức đến từ khối Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên Hoàng Hiệu Đức, hiện nay em đang học lớp 11 hóa, khối Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường em có bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Ngày hôm nay em đến đây rất mong một sự cổ vũ của tất cả các bạn cho em và bạn cùng chơi, em xin cảm ơn. Và bây giờ hãy cùng chào đón sự hiện diện của thí sinh thứ ba, bạn Nguyễn Văn Dương đến từ trường Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội. Mình là Nguyễn Văn Dương đến từ trường phổ thông Marie Curie. Mình đến đây với mục đích là mình muốn nâng cao vốn kiến thức bản thân và chinh phục được đỉnh núi Olympia. Rất mong được sự cổ vũ của các bạn. Ngày hôm nay đoàn leo núi của chúng ta có 3 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ duy nhất thôi. Thí sinh nữ chính là thí sinh ở vị trí thứ 4, một bạn gái rất dễ thương, bạn Nguyễn Diệu Ánh Thùy An. Em xin kính chào các thầy cô giáo, các quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn học sinh. Em là Nguyễn Diệu Ánh Thùy An, học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Đội Cấn. Em rất vui khi được tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia ngày hôm nay. Em đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi và rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể quý vị khán giả. Để chinh phục được đỉnh Olympia thì các thí sinh của chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn của những thử thách mà chương trình đặt ra. Nhưng bên cạnh các bạn luôn luôn có sự hỗ trợ của các thầy giáo trong ban cố vấn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các thầy giáo đại diện cho ban cố vấn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các thầy, và với việc các thầy luôn dõi theo các thí sinh thì các bạn của chúng ta chắc chắn là sẽ rất tự tin để có thể chinh phục thành công đỉnh núi Olympia. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay, phần thi khởi động. Nén bụi, giảm mọi ưu phiền trong công việc nội trợ hàng ngày của bạn. Máy hút bụi LG với công nghệ nén bụi bằng động cơ đầu tiên trên thế giới. LG Compressor. LG. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi khởi động. Mỗi học sinh khởi động với 6 câu hỏi ở 6 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thể thao, nghệ thuật, thanh niên sự kiện, lĩnh vực khác. Học sinh trả lời trong vòng 5 giây, trả lời đúng yêu cầu được 10 điểm. Phần thi khởi động bắt đầu. Vâng, chúng ta đã chuẩn bị đến phần thi đầu tiên, phần thi khởi động, và người đầu tiên bước vào phần thi này chính là bạn Vĩnh Tài, một bạn trai đến từ tỉnh Đồng Nai. Và chị rất là tò mò tại sao em đến từ tỉnh Đồng Nai mà em đã có nhiều cổ động viên có mặt ở xung quanh như vậy. Dạ, tại vì em đã có một khoảng thời gian giao lưu học hỏi ở Hà Nội và có tham dự một tiết học ở bên các trường của các bạn bên Đại học Sư phạm. Và em rất hạnh phúc vì các bạn đón tiếp em rất là nồng hậu và rất là nhiệt tình, và các bạn rất là vui vẻ. Và em có thể bật mí cho chị biết là bạn nào đã có nhà ý mời em đến dự một tiết học của lớp bạn ấy, và dạ, em đã quen được rất nhiều cổ động viên. Dạ, đó chính là bạn cùng chơi với em là bạn Hoàng Hữu Đức ạ. Và bây giờ thì chị chúc em với một đội ngũ cổ động viên đông như thế này thì em sẽ hoàn thành thật tốt phần chơi của mình. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Bùi Vĩnh Tài.
Câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực thể thao. Bơi đường dài có cự ly tối thiểu là bao nhiêu mét? 500 mét. Và đáp án của chúng tôi là 1.500 mét. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Năm 1941, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng ở Bắc Bó, Cao Bằng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã chủ trương thành lập mặt trận nào? Mặt trận Liên Minh. Đáp án của chúng tôi là mặt trận Việt Minh. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi thứ ba của bạn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bộ phận nào của sứa dùng để kéo thức ăn vào khoang tiêu hóa nằm giữa cơ thể của nó? Thân sứa. Vâng, đáp án của câu hỏi này là xúc tu. Bạn vẫn chưa giành được. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác. Chính phủ nước ta quy định đối tượng được cấp chứng minh nhân dân là công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và đủ bao nhiêu tuổi trở lên? 14 tuổi. Vâng, rất nhanh và bạn đã ghi được 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát Mong ước kỷ niệm xưa, ca khúc chính trong bộ phim Xin hãy tin em, đạo diễn Đỗ Thanh Hải? Bạn chưa có câu trả lời và đây là một nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhạc sĩ Xuân Phương. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực danh nhân sự kiện. Lễ hội trên mây là lễ hội văn hóa đặc sắc của điểm du lịch nào ở nước ta? Sapa. Vâng, ở những giây cuối cùng bạn đưa ra câu trả lời, bạn có thêm 10 điểm nữa. Vâng, như vậy là phần thi khởi động của bạn Bùi Vĩnh Tài đã kết thúc. Bạn trả lời được 2 câu hỏi đúng và bạn ghi được 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Hoàng Hữu Đức đến từ khối trung học phổ thông chuyên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi biết bạn là một người có rất nhiều sở trường và một trong những sở trường đó là nói nhiều, có biệt tài ăn nói lưu loát và một vài lần đã làm MC bất đắc dĩ. Thế nào là MC bất đắc dĩ hả bạn? Tức là được làm MC một trong một lúc bất ngờ ấy, không được chuẩn bị trước ạ. Bạn không được chuẩn bị trước vậy mà bạn vẫn làm được MC. Dạ vâng. Là khả năng ăn nói của bạn là cực kỳ tốt. Tôi và các bạn khán giả chắc chắn là rất muốn chiêm ngưỡng điều đó. Bạn có thể giả sử bạn đang đứng ở vị trí của tôi và bạn thử dẫn được không? Xin chào mừng tất cả quý vị và khán giả đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Vâng, thưa quý vị khán giả, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 của chúng ta ngày hôm nay đã đến những giây phút đầu tiên của phần thi khởi động và bây giờ sẽ là phần thi khởi động của bạn Hoàng Huy Đức. Chúc bạn thành công trong phần thi khởi động của mình. Vâng, cảm ơn ạ. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Hoàng Hữu Đức. Đầu tiên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Biển Caspi được nối thông với đại dương nào? Đại Tây Dương. Vâng, biển Caspi không được nối thông với đại dương nào cả. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi thứ hai thuộc các lĩnh vực khác. Ngày 27 tháng 4 năm 2002, nhà máy thủy điện nào ở Tây Nguyên được khánh thành? Yali. Bạn Hữu Đức giành được 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Bộ phim nào đã giành được giải phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Việt Nam năm 2007? Chạy án. Đáp án của chúng tôi là phim Luật đời. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực danh nhân sự kiện. Ông là tác giả của bộ sách Nam Dược Thần Hiệu và câu nói nổi tiếng Nam Dược Trị Nam Nhân, ông là ai? Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh hay còn gọi là Nguyễn Bá Tĩnh. Bạn có thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong phản ứng oxy hóa khử xảy ra trong môi trường kiềm, KMnO4 phản ứng cho dung dịch có màu như thế nào? Không màu. Bạn đã trả lời rất nhanh là không màu, nhưng đáp án của tôi là màu xanh. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực thể thao. Hạng lông, hạng gà, hạng ruồi, hạng nhẹ, hạng nặng, vân vân là các hạng cân trong môn thể thao nào? Đấm bốc. Vâng, môn thể thao đấm bốc hay còn gọi là quyền anh. Bạn có thêm 10 điểm.
Như vậy là sau phần thi khởi động thì bạn Hoàng Hữu Đức đã có 3 câu trả lời đúng và bạn ghi được 30 điểm. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta đang chuẩn bị đến với một phần thi khởi động của bạn có biệt danh là Đầu To ạ. Chúng tôi xin giới thiệu phần thi khởi động của bạn Văn Dương. Và chúng tôi tò mò là tại sao bạn lại được gọi là Đầu To ạ? Bởi vì tôi thấy là thực ra so với các bạn bên cạnh thì đầu bạn cũng bình thường ạ. Năm lớp 10 em vào lớp và em có che lớp bảng của một bạn, bạn gọi em là Đầu To. Chúc bạn thành công trong thi khởi động của mình. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Nguyễn Văn Dương. Câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Theo bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ nào? Thế kỷ 22. Doraemon đến từ thế kỷ 22. Đáp án rất chính xác. 10 điểm đầu tiên dành cho bạn. Câu hỏi thứ hai thuộc các lĩnh vực khác. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất diễn ra vào năm nào? Năm 1975 ạ. Chút nữa thôi là bạn đã đưa ra đáp án chính xác, đáp án là 1976. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn. Câu hỏi thuộc lĩnh vực thể thao. Rafael Nadal, tay vợt nam số 2 thế giới hiện nay là người nước nào? Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy hay Thụy Sĩ? Tây Ban Nha. Chính xác, bạn có thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực danh nhân sự kiện. Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh viết về thi sĩ nào của phong trào mới? Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng. Vâng, có thể bạn chưa biết về câu hỏi này và đáp án của chúng tôi là Nguyễn Nhược Pháp. Bạn chưa ghi được điểm. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hạt alpha là hạt nhân của nguyên tử heli gồm 2 proton và mấy neutron? Câu trả lời 2 neutron được đưa ra ở những giây cuối cùng là một câu trả lời chính xác. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì ba chấm muôn thuở có bao giờ đứng yên. Trong chỗ trống nhà thơ Xuân Quỳnh đang nhắc tới gì? Sóng ạ. Bạn có thuộc câu hát này không? Dạ em không thuộc ạ, nhưng có đọc qua bài này được. Tôi biết là bạn Hoàng Đức hát rất hay, bạn hát thử câu này cho xem. Có những đêm vô cớ biển ào ạt xô thuyền, ôi tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Vâng, đó mới chính là đáp án đấy. Tình yêu là đáp án của câu hỏi này chứ không phải là sóng. Và sau phần thi khởi động của mình thì bạn Nguyễn Văn Dương đã có 3 câu trả lời đúng và bạn ghi được 30 điểm. Xin chúc mừng bạn. Vâng, thí sinh cuối cùng sẽ bước vào phần thi khởi động và cũng là bạn nữ duy nhất trong chương trình ngày hôm nay. Một bạn nữ có cái tên rất ấn tượng, bạn Nguyễn Diệu Ánh Thùy An. Tôi thực sự thắc mắc về cái tên này của bạn, cái tên rất dài và rất hay. Bố mẹ bạn đã suy nghĩ rất nhiều khi đặt tên này đúng không ạ? Cái tên này là do bố em đặt ạ. Bố em hy vọng rằng với cái tên này thì em luôn cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được những thành công cũng dài như tên ạ. Trước khi bạn bước vào cuộc thi khởi động thì tôi cũng chúc bạn tự tin bởi bạn là thí sinh nữ duy nhất của cuộc thi ngày hôm nay. Bạn hãy cố gắng lên. Dạ vâng, em cảm ơn. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Nguyễn Diệu Ánh Thùy An. Câu hỏi đầu tiên của bạn là câu hỏi thể thao. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Brazil đã mấy lần giành chức vô địch tại các kỳ Thế vận hội? 5. Đội tuyển Brazil đã 5 lần vô địch thế giới nhưng chưa bao giờ giành chức vô địch tại các kỳ Thế vận hội. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi tiếp theo của bạn. Câu hỏi thuộc lĩnh vực danh nhân sự kiện. Hồ Chí Minh chân dung một con người, Nước về Bắc Hưng Hải, Nguyễn Văn Trỗi là những bộ phim xuất sắc của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân nào? Bạn chưa đưa ra được câu trả lời và đáp án của chúng tôi là nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Đây là nhân vật nổi bật trong Múa Rối, vừa là quan tòa,
vừa là thẩm phán mà cũng là nạn nhân tố cáo, đó là nhân vật nào? Nếu bạn hay xem múa rối thì bạn sẽ biết nhân vật này đó chính là chú Tễu. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Đây là câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trên thế giới, CaO được sử dụng nhiều nhất cho mục đích nào? Công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường hay cho xây dựng? Xây dựng. Đáp án không phải là xây dựng mà là công nghiệp luyện kim. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Vua Thủy Tề đã tặng Thạch Xanh hai đồ vật, đó là những gì? Cây đàn và nhiều cơm. Đó là một câu trả lời chính xác. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo thuộc các lĩnh vực khác. Biểu trưng của Thế vận hội Olympic năm 2008 là sự cách điệu mẫu tự Jing. Trong từ Beijing có nghĩa là Bắc Kinh. Theo hình ảnh, một vận viên đang làm gì? Vâng, bạn chưa có câu trả lời và đáp án của tôi là một vận viên đang chạy. Như vậy là bạn Thùy An đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Và sau khi phần thi khởi động kết thúc, bạn ghi được 10 điểm với một câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cả 4 thí sinh của chúng ta đều đã vượt qua phần thi khởi động của mình. Và sau đây chúng ta sẽ đến với số điểm của họ sau phần thi đầu tiên. Bạn Thùy An giành được 10 điểm. Bạn Vĩnh Tài giành được 20 điểm. Bạn Nhân Đức giành được 30 điểm. Và bạn Văn Dương cũng giành được 30 điểm. Xin chúc mừng cả 4 thí sinh. Làn da tươi trẻ từ thiên nhiên. Sữa chua uống Vinamilk mới với từng chất trà xanh thanh khiết, đẹp mãi vẻ thanh xuân. Xanh là sông vui đùa trên bờ cát trắng, nắng mình gieo tùy trong gió. Sợ gì mà không sợ? Còn nhớ không? Tung mình cắp lên sông. Bạn sinh ra trong nắng. Đến với nắng ấm là sông là gió. Mua Sunplay nhận ngay áo đi biển cùng 7 chuyến du lịch khuấy động ngày hè Hawaii. Sunplay, siêu chống nắng, siêu bảo vệ. Sữa chua Vinamilk, ngày mức hương vị niềm vui. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần thi vượt chướng ngại vật. 4 thí sinh sẽ cùng trả lời 8 từ hàng ngang để tìm cách vượt qua một chướng ngại vật. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm và cộng thêm 5 điểm nếu là người lựa chọn hàng ngang đó. Thí sinh có quyền trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Chướng ngại vật được tìm ra trong vòng 2 câu hỏi đầu tiên có giá trị 80 điểm. Trước gợi ý của chương trình là 40 điểm, sau gợi ý là 20 điểm. Trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Một ô mạo hiểm với một gợi ý rất gần với chướng ngại vật sẽ giúp các bạn giành được 120 điểm trong phần chơi này. Nhưng nếu trả lời sai, bạn sẽ mất một nửa số điểm hiện tại và mất quyền chơi. Ô mạo hiểm chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội giành được tới 120 điểm trong phần thi này. Phần thi vượt chướng ngại vật bắt đầu! Quý vị và các bạn thân mến, chướng ngại vật ngày hôm nay có độ dài khá ngắn. Có độ dài là 3 chữ. Và bên tay trái tôi trên màn hình đang hiện lên 8 từ hàng ngang. Đây chính là 8 từ hàng ngang ẩn chứa 8 gợi ý dành cho 4 thí sinh của chúng ta. 4 thí sinh của chúng ta có thể lật mở các từ hàng ngang này để tìm kiếm ra chướng ngại vật. Tuy nhiên, 4 thí sinh cũng có một cách khác nhanh hơn và cũng hiệu quả hơn để có thể giành được 120 điểm trong phần thi này. Đó chính là lựa chọn ô mạo hiểm. Một quyết định có thể mang lại cho thí sinh nào đó lựa chọn ô mạo hiểm và trả lời chướng ngại vật chính xác 120 điểm. Và trên màn ảnh là sự xuất hiện của ô mạo hiểm và các thí sinh sẽ có 5 giây để quyết định xem có chọn ô mạo hiểm hay không. 5 giây, bắt đầu! Tôi có thể quan sát sự thận trọng trên khuôn mặt của các bạn và điều đó cũng lý giải vì sao ô mạo hiểm không tồn tại nữa trong phần thi này. Và chúng ta sẽ lật mở 8 từ hàng ngang lần lượt để có thể tìm ra chướng ngại vật ngày hôm nay. Lượt lựa chọn đầu tiên sẽ đến với bạn Bùi Vĩnh Tài. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 2.
hàng ngang số 2 có 4 chữ. Trong dung dịch có độ pH lớn hơn hoặc bằng 8,3, dung dịch phenolphthalein sẽ có màu gì? Thời gian đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của các thí sinh. Bạn Vĩnh Tài và bạn Văn Dương có đáp án là xanh, bạn Thúy An có đáp án là hồng, còn bạn Hữu Đức thì viết chưa đúng chính tả. Như vậy là đã có hai người đưa ra đáp án là xanh và chỉ có một mình bạn Thúy An đưa ra đáp án là hồng thôi. Tuy nhiên trong trường hợp này thì thiểu số đã chiến thắng đa số và bạn Thúy An là người trả lời chính xác. Chúc mừng bạn với 10 điểm. Một từ hàng ngang đã được mở ra và chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo thuộc về bạn Hữu Đức. Xin mời bạn. Em xin chọn từ hàng ngang số 6. Từ hàng ngang số 6 có 3 chữ. Thái Nguyên, Hà Giang là những tỉnh miền núi phía Bắc nổi tiếng với loại cây trồng đặc sản này. Đây đã trôi qua và các thí sinh của chúng ta đã đáp án, chúng ta cùng xem ngay sau đây. Bạn Vĩnh Tài có đáp án là tre, bạn Hữu Đức, bạn Văn Dương và bạn Thúy An cùng có đáp án là tre. Và tôi nghĩ đây là một câu hỏi không khó chút nào và đáp án của chúng tôi là tre. Vâng, xin chúc mừng bạn Hữu Đức với việc lựa chọn từ hàng ngang, bạn có được 15 điểm, bạn Văn Dương và bạn Thúy An mỗi bạn ghi được 10 điểm. Lượt lựa chọn từ hàng ngang thứ 3 thuộc về bạn Văn Dương, mời bạn. Em chọn từ hàng ngang thứ 5. Từ hàng ngang thứ 5 có 5 chữ. Đây là hai từ đầu tiên trong tên một bộ phim của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng với sự tham gia của ba nữ diễn viên chính Lê Khanh, Như Quỳnh và Trần Nữ Yên Khê. Thời gian 15 giây đã trôi qua và chúng ta cùng xem câu trả lời của 4 học sinh. Bạn Vĩnh Tài, bạn Văn Dương và bạn Thúy An chưa đưa ra được câu trả lời và bạn Hữu Đức đưa ra câu trả lời là Hà Nội. Từ hàng ngang này là một từ có 5 chữ cái và Hà Nội cũng có 5 chữ cái nhưng đây không phải là đáp án của từ hàng ngang này. Chúng ta đã không lật mở được từ hàng ngang vừa rồi. Và lượt lựa chọn từ hàng ngang tiếp theo thuộc về bạn Thúy An. Xin mời bạn. Thưa anh, em chọn từ hàng ngang số 1 ạ. Từ hàng ngang số 1 có 6 chữ, danh thắng Hòn Gà Chọi, Quảng Ninh được chọn làm biểu tượng của tổng cục này. Mười lăm giây đã trôi qua và chúng ta cùng xem câu trả lời của các thí sinh. Bạn Vĩnh Tài có câu trả lời là du lịch. Đó cũng là câu trả lời của bạn Hữu Đức. Bạn Văn Dương chưa đưa ra được câu trả lời và bạn Thúy An cũng vậy, đã có 2 thí sinh trả lời đúng. Vâng, xin chúc mừng bạn Vĩnh Tài và bạn Hữu Đức, mỗi người đã ghi được 10 điểm sau câu trả lời này. Vâng, chúng ta đã đi hết một lượt lựa chọn từ hàng ngang của 4 thí sinh và chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn từ hàng ngang thứ 2. Bạn Thúy An sẽ là người tiếp theo lựa chọn từ hàng ngang. Đây, anh em lựa chọn từ hàng ngang số 7 ạ. Từ hàng ngang số 7 có 4 chữ. Từ nào còn thiếu trong bài hát sau, các bạn sẽ được nghe một đoạn nhạc. Thời gian đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của các thí sinh. Bạn Vĩnh Tài có đáp án là suối, bạn Hữu Đức có câu trả lời là rừng, bạn Văn Dương và bạn Thúy An chưa đưa ra câu trả lời. Trong trường hợp này thì đã không có bạn nào trả lời chính xác câu hỏi này và từ hàng ngang này vẫn chưa được lật mở. Chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo của bạn Văn Dương, mời bạn. Em chọn hàng ngang thứ 4.
hàng ngang thứ tư có 7 chữ. Chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh là nơi khởi nguồn của tôn giáo này ở Việt Nam. Thời gian đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của các thí sinh. Bạn Vĩnh Tài có câu trả lời là Trúc Lâm, bạn Hữu Đức có câu trả lời là Nho Giáo, bạn Văn Dương có câu trả lời là Đạo Phật, còn bạn Thúy An có câu trả lời là Phật Giáo. Chỉ có một thí sinh trả lời chính xác dĩ nhiên rồi. Đó chính là Đạo Phật. Vâng, bạn Thúy An cũng đưa ra được một câu trả lời đúng nghĩa, nhưng đây là một từ có 7 chữ cái và Phật Giáo là một từ có 8 chữ cái nên đó không phải là đáp án. Tôi đã nhận được tín hiệu trả lời chướng ngại vật của bạn Vĩnh Tài. Nhưng trước khi bạn Vĩnh Tài trả lời chướng ngại vật thì tôi xin chúc mừng bạn Văn Dương đã có được 15 điểm sau câu trả lời vừa rồi bởi bạn lựa chọn từ hàng ngang. Vâng, bạn Vĩnh Tài thân mến, bạn có tự tin là mình sẽ trả lời đúng không? Dạ vâng, nhưng dữ kiện mà em biết được thì em có thể dám chắc là câu trả lời chướng ngại vật của mình là đúng. Theo em biết thì du lịch biểu tượng sắp tới của Việt Nam sẽ được chọn là biểu tượng của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Phật Giáo thì luôn luôn có một cái hình tượng là sen, là ngồi tòa của các đức Phật cũng như là Phật Bà. Và chướng ngại vật của em ở đây là từ sen. Xin chào chú Tuyết ạ. Chú nghĩ thế nào về phần thi vừa rồi của con trai mình ạ? Tôi thấy tự tin cho con tôi và tôi chúc mừng cho con tôi bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Thế còn bạn chắc bao nhiêu phần trăm? Em chắc chắn 100%. 100%, xin chúc mừng bạn. Vâng, và chướng ngại vật ngày hôm nay của chúng ta chính là sen. Và sau đây sẽ là sự lật mở của 8 từ hàng ngang trên biểu tượng của du lịch Việt Nam. Vẻ đẹp tiềm ẩn có hình bông sen, hoa sen có màu hồng. Trên máy bay của hàng không Việt Nam cũng có hình bông sen. Trong đạo Phật thì hình ảnh bông sen xuất hiện rất nhiều. Và sen thường nở vào mùa hè và có hương rất thơm. Sen cũng là một trong những loại hoa dùng để ướp chè. Và cuối cùng, sen là cây có hai lá mầm. Với việc lật mở thành công chướng ngại vật trước gợi ý của chương trình thì bạn Bùi Vĩnh Tài đã ghi được 40 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và sau đây chúng ta sẽ đến với số điểm cụ thể của các thí sinh sau phần thi vượt chướng ngại vật. Bạn Thúy An được 30 điểm, bạn Hữu Đức được 55 điểm, bạn Văn Dương được 55 điểm và tạm dẫn đầu là bạn Vĩnh Tài với 70 điểm. Chúc mừng cả 4 thí sinh. Đây căn phòng của tôi rất chật chội. Tôi đã nghĩ đến một chiếc tivi mỏng hơn, hay chiếc giường nhỏ hơn. Tivi Ultra Slim siêu mỏng của LG. Tiết kiệm 30% không gian, làm căn phòng rộng hơn rất nhiều. Cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn. Mới tivi LG Ultra Slim. Wow, phòng rộng quá. Mua cho mẹ một chiếc nhá. LG. Life's good. Phần thi tăng tốc có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 gợi ý theo mức độ khó giảm dần. Thời gian suy nghĩ 10 giây cho mỗi gợi ý. 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm. Phần thi tăng tốc bắt đầu. Trước mắt 4 thí sinh của chúng ta đang là phần thi thứ 3 của cuộc thi ngày hôm nay. Một phần thi có thể giúp các thí sinh tăng tốc thật nhanh nếu họ trả lời đúng và nhanh nhất trong cả 4 câu hỏi. Có thể ghi được số điểm rất cao là 160 điểm. Tôi cũng xin lưu ý với cả 4 thí sinh rằng nếu câu hỏi bằng tiếng Việt thì các bạn phải gõ tiếng Việt có dấu. Còn nếu câu hỏi bằng tiếng Anh, các bạn phải viết đúng chính tả của tiếng Anh. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi tăng tốc. Đây là làng nghề nào? Các bạn có 30 giây. Thời gian 30 giây đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của 4 bạn thí sinh. Bạn
Văn Dương có câu trả lời là bát tràng. Bạn Vĩnh Tài có câu trả lời là gốm. Bạn Thùy An có câu trả lời là bát tràng. Và đó cũng là câu trả lời của bạn Hữu Đức. Đó chính là bát tràng. Ở 15 giây nhanh nhất, bạn Văn Dương đã ghi được 40 điểm. Bạn Thùy An ghi được 3 điểm. Và bạn Hữu Đức ghi được 2 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của các bạn trong phần thi tăng tốc. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Oh, excuse me. Hello. Oh yes. Oh yes, thank you very much. Okay. Bye-bye. Sorry about that. Well, Ling, you seem really busy. What are you doing? Yes, I'm very busy with my business plan. Business plan? But you're a student now. No, but this is the final year of my university, and after graduating, I will open my own company, and I will sell fast food and cheap prices for the students. Wow, that's really great. I like it. And what are you doing to prepare for it? Oh, I've got the business plan, the company name, and also the slogan. Wow. But there's one thing I think you've forgotten. You know that small symbol that represents the company? Oh, what is that? You don't know? Why don't we ask the student? Student, can you name the symbol that a company uses? I'll give you three clues. Clue number one. It's a symbol that represents the company. Prices on packages, products, and documents. Clue number three. This four-letter word starting with L. Thời gian 30 giây đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của các thí sinh. Vâng, bạn Vĩnh Tài, bạn Hữu Đức và bạn Văn Dương cùng có câu trả lời là logo. Trong khi đó bạn Thùy An chưa đưa ra được đáp án. Vâng, tôi muốn hỏi bạn Vĩnh Tài, người đã trả lời nhanh nhất. Bạn liên hệ như thế nào để đưa ra đáp án này? Yeah, tại vì ở trong nhập bằng có đề cập đến công ty và cũng như là biểu tượng của công ty, đại diện cho công ty đó. Thì lúc đầu thì em định đánh là slogan, nhưng khi mà gợi ý đầu tiên mở ra thì nó là một cái biểu tượng, thì em mới đánh là logo. Câu trả lời chính là logo. Vâng, và với câu trả lời nhanh ở 6 giây 84, bạn Vĩnh Tài ghi được 40 điểm. Bạn Hữu Đức có 30 điểm và bạn Văn Dương ghi được 20 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 của các bạn trong phần thi tăng tốc. Các bạn có thể quan sát trên màn hình có 6 hình A, B, C, D, E, F. Các bạn hãy chọn một hình thích hợp để điền vào ô màu xanh. 30 giây bắt đầu. Bạn Hữu Đức, bạn Văn Dương và bạn Vĩnh Tài cùng có câu trả lời là C. Bạn Thùy An có câu trả lời là B. Vâng, bạn Thùy An là bạn nữ duy nhất trong chương trình ngày hôm nay và bạn cũng đưa ra đáp án khác so với ba thí sinh còn lại. Vì sao bạn lại đưa ra đáp án là B chứ không phải là C, mà bạn lại đưa ra đáp án của mình rất nhanh như vậy? Câu này thì là em đoán thôi ạ. Các bạn hãy quan sát ở hàng ngang thứ nhất, nếu bạn quay 90 độ cái mẩu dưới bên phải của đường gạch chéo, bạn được hình thứ hai. Và nếu các bạn quay mẩu trên bên trái của hình gạch chéo thứ hai, bạn sẽ được hình thứ ba. Và các hàng còn lại cũng tương tự quy luật như vậy. Và đáp án ở đây chính là đáp án B. Xin chúc mừng bạn Thùy An. Vâng, với câu trả lời đúng và chính xác duy nhất trong câu hỏi này thì bạn Thùy An đã có được 40 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc. Ông là ai? Ông là ai?
Vâng, và thời gian đã hết và chúng ta cùng xem câu trả lời của bốn thí sinh. Bạn Thúy An chưa có câu trả lời. Bạn Vĩnh Tài đưa ra câu trả lời là Huy Trọng. Bạn Huy Đức có câu trả lời là Xuân Diệu. Và bạn Văn Dương có câu trả lời là Xuân. Có lẽ là không cần phải bàn cãi trong câu hỏi nữa rồi. Cuối đoạn băng đã hiện ra tên của nhà thơ này, đó chính là nhà thơ Xuân Diệu. Vâng, và xin chúc mừng bạn Huy Đức với câu trả lời đúng. Bạn đã có được 40 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy cả bốn thí sinh của chúng ta đều đã vượt qua phần thi tăng tốc và sau đây sẽ là số điểm của họ sau phần thi này. Bạn Thúy An có 100 điểm. Bạn Vĩnh Tài có 110 điểm. Bạn Văn Dương có 115 điểm. Và đang dẫn đầu là bạn Hữu Đức với 145 điểm. Chúc mừng cả bốn thí sinh. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi thử sức cùng khán giả. Trong mỗi chương trình, một câu hỏi của khán giả truyền hình sẽ được lựa chọn để hỏi bốn học sinh tham dự chương trình. Bốn học sinh sẽ bàn nhau trong vòng 1 phút để đưa ra một câu trả lời duy nhất. Nếu bốn học sinh trả lời đúng, phần thưởng sẽ thuộc về bốn học sinh. Nếu bốn học sinh trả lời sai, phần thưởng sẽ thuộc về khán giả. Như quý vị đã biết là bốn thí sinh của chúng ta sẽ cùng đoàn kết để tập hợp thành một đội duy nhất thôi. Và họ sẽ bàn bạc để trả lời một câu hỏi do một vị khán giả gửi lên. Chúng tôi đã chọn lọc câu hỏi để gửi tới bốn thí sinh. Nếu các thí sinh trả lời đúng thì mỗi thí sinh sẽ nhận được một chiếc điện thoại di động LG. Còn nếu trả lời sai thì một chiếc điện thoại di động LG sẽ thuộc về khán giả gửi câu hỏi. Và sau đây xin mời bốn thí sinh đứng lên vị trí của mình. Xin mời. Và sau đây các bạn sẽ lắng nghe câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Huyền, lớp K51, Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn sẽ được xem một hình vẽ. Trên giá sách có bộ sách văn học toàn tập. Giả sử có một con mọt sách ăn từ trang 1 của quyển 1 đến trang cuối của quyển 2. Hỏi con mọt sách này đã di chuyển một khoảng cách bao nhiêu? Biết rằng mỗi bìa sách dày 2mm, ruột sách mỗi quyển dày 3cm. Hai cái dùng nhau mà, còn hai cái áp phần cuối nhau ở là 4cm, là 40. Không, nhưng nếu mà ăn từ những quyển nhất hết sẽ quyển hai sẽ đẩy vô. Không, là xếp hai cái với nhau đi từ đến một sang hai, xếp hai cái đường. Không, nhưng mà ăn quyển nhất thì cái quyển nhất sẽ sụp xuống và nó cái quyển hai sẽ vô và trong mà sách cần lên không cần di chuyển. Không, hai quyển nó ấy chỉ cần ăn cái bìa trên thôi. Kia nó ăn hai cái đầu, ăn hai bên. Ăn đâu bốn, đâu cái này là bốn cái kia. Và tôi xin mời một bạn đại diện đưa ra đáp án. Dạ, câu trả lời của em là 4mm. Tại sao bạn lại có đáp án là 4mm? Dạ, vì hai quyển sách nó xếp sát với nhau, đầu quyển 1 xếp với cuối của quyển 2. Đầu con mọt xếp với cuối quyển 2. Con mọt sách chỉ cần ăn hai cái bìa sách và mỗi bìa sách dài dày 2mm. Cho nên đáp án là 4mm. Và các bạn cổ động viên, các bạn nói gì ạ? Rất tuyệt vời! Một câu trả lời rất thông minh của các bạn và các bạn sẽ nhận được 4 chiếc điện thoại di động LG. Và xin mời các bạn trở về vị trí của mình. Đây là câu chuyện sống động về nàng Scarlett. Lần theo dấu vết. Một người đàn ông quyết tìm ra sự thật. Hãy cảm nhận từng khoảnh khắc sống động Scarlett, tuyệt tác LCD TV thế hệ mới của LG. Cuối cùng là phần thi về đích. Mỗi học sinh chỉ có một lượt lựa chọn câu hỏi. Các gói câu hỏi có số điểm 40, 60, 80 điểm. Mỗi gói đều có 4 câu hỏi với mức độ khó tương đương 10, 20 và 30 điểm, tương ứng với thời gian suy nghĩ 10, 15 và 20 giây. Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Với mỗi câu hỏi, nếu học sinh trả lời sai thì chỉ một người nhấn chuột nhanh nhất giành được quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ giành điểm của câu hỏi đó từ người trả lời sai. Trả lời sai cả hai người đều không bị trừ điểm. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần cho một câu trong số các câu của gói đã chọn. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm. Trả lời sai bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Phần thi về đích bắt đầu. Trước mắt bố
4 thí sinh của chúng ta đang là phần thi quyết định cho chiếc vòng nguyệt quế của cuộc thi ngày hôm nay. Và thí sinh đầu tiên sẽ bước vào phần thi về đích, đó là bạn Bùi Vĩnh Tài của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Đồng Nai. Lúc này chắc hẳn là các cổ động viên đang rất nóng lòng để cổ vũ cho bạn trước phần thi về đích. Xin chào thầy ạ. Thầy có thể cho bạn Tài một lời khuyên gì đó trước khi bạn ý bước vào phần thi về đích ngay bây giờ? Thì thầy tin tưởng vào kiến thức và bản lĩnh của em. Và bây giờ là với số điểm của em bây giờ hiện tại thì em không có vội vàng gì và bình tĩnh được tin và chiến thắng. Tài hãy chiến thắng trong vòng thi này. Thầy chúc em may mắn. Tôi cũng xin chúc bạn Tài có một quyết định chọn gói câu hỏi thật chính xác và thành công trong phần thi này. Và sau đây xin mời bạn đứng lên phía trước. Bạn Bùi Vĩnh Tài đang có 110 điểm và đang kém người dẫn đầu 35 điểm. Trước mắt bạn đang là sự lựa chọn 3 gói câu hỏi: 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi 60 điểm. Và sau đây là gói câu hỏi 60 điểm của bạn Bùi Vĩnh Tài. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Quá trình làm cho các điểm quần cư có tính chất các đô thị được gọi là quá trình gì? Di dân. Cơ hội bấm chuông dành cho 3 thí sinh còn lại. Vâng, tôi đã nhận được tín hiệu của bạn Văn Dương và xin mời bạn đưa ra đáp án của mình. Dạ, câu trả lời của em là quá trình đô thị hóa. Bạn có biết là nếu bạn trả lời sai bạn sẽ bị trừ điểm, trừ 5 điểm không? Có ạ, em chấp nhận điều đấy ạ. Bạn chấp nhận điều đấy và bạn đã thành công, xin chúc mừng bạn. Bạn Văn Dương có thêm 10 điểm và số điểm này được chuyển qua từ số điểm của bạn Vĩnh Tài. Câu hỏi thứ hai của bạn Vĩnh Tài. Đây là một câu hỏi 10 điểm. Chiếc phong vũ biểu dùng để đo áp suất khí quyển do Torricelli chế tạo ra đầu tiên là một ống dài có chứa một chất lỏng, đó là chất lỏng gì? Thủy ngân. Tôi nghĩ đây không phải là một câu hỏi khó và chúc mừng bạn giành được thêm 10 điểm. Đáp án chính là thủy ngân. Bạn sẽ đến với câu hỏi thứ 3 trong gói câu hỏi 60 điểm của bạn. Câu hỏi thứ 3 là một câu hỏi 20 điểm. Để sử dụng tải game nhạc chuông, máy điện thoại di động phải kết nối GPRS. Chữ S trong GPRS là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh? System. Bạn đưa ra đáp án là System. Và cơ hội nhấn chuông dành cho 3 thí sinh còn lại. Vâng, như vậy là hết thời gian và không có thí sinh nào giành quyền trả lời câu hỏi này. Và đáp án của chúng tôi là service, có nghĩa là dịch vụ. Bạn vẫn còn một câu hỏi cuối cùng ở phía trước và tôi muốn hỏi bạn là bạn có sử dụng ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối không? Dạ, em xin sử dụng ngôi sao hy vọng. Bạn quyết định sử dụng ngôi sao hy vọng vào một câu 20 điểm. Câu 20 điểm trong gói câu hỏi 60 điểm và cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Giải Oscar, giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ được trao hàng năm tại thành phố nào? Las Vegas. Bạn vẫn còn thời gian. Đây không phải là đáp án. Cơ hội bấm chuông cho 3 thí sinh còn lại. Vâng, tôi xin mời câu trả lời của bạn Hữu Đức. Câu trả lời của em là Los Angeles. Nếu bạn trả lời sai, bạn bị trừ đi 10 điểm. Và nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ được cộng thêm 20 điểm từ số điểm của bạn Bùi Vĩnh Tài. Và với câu trả lời vừa rồi thì số điểm của bạn sẽ tăng lên thành 100. Và với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng và không trả lời được thì bạn Vĩnh Tài bị trừ đi 20 điểm. Và sau khi kết thúc gói câu hỏi 60 điểm của mình ở phần thi về đích thì bạn Vĩnh Tài có 90 điểm. Chúc mừng bạn và xin mời bạn trở về vị trí. Chuẩn bị đến với phần về đích của bạn Hữu Đức và bên cạnh tôi đây có 4 bạn học sinh rất đặc biệt và chúng ta có thể vẫy tay ra trước ống kính để chào bạn Hữu Đức được không ạ? Các bạn ơi! Vâng, xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là 4 học trò của bạn Hữu Đức ạ. Tại sao lại phải gọi như thế này hả bạn? Tại vì anh Đức đã dạy là gia sư của bọn em từ rất lâu rồi ạ. Bao nhiêu lâu rồi? Riêng em thì anh Đức dạy em hơn 1 năm rồi, còn
ba bạn kia thì là cũng mới học trong mấy tháng. Thế thì học trò hôm nay thấy thầy giáo thì thế nào? Quá tuyệt vời. Bây giờ thì bạn có thể nói gì về thầy giáo của mình trong suốt quá trình mà bạn đã học với thầy? Anh Đức không chỉ là thầy giáo mà vừa là bạn, vừa là anh, vừa là đồng chí. Lại cả đồng chí nữa, sao lại gọi thế ạ? Vì đi chơi cũng hay gọi nhau và nói chung là về nhà thì hay online chat chít với nhau. Tóm lại là một người anh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và sau đây xin mời bạn tiến lên phía trước để thực hiện phần thi về đích của mình. Xin mời. Bạn Hữu Đức, bạn đang là người dẫn đầu với 165 điểm. Hơn người đang xếp thứ hai 40 điểm. Và trước mắt bạn là sự lựa chọn 3 gói câu hỏi. 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Em lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi 40 điểm. Sau đây là gói câu hỏi 40 điểm của bạn. Câu 1 là một câu 10 điểm. Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của một nguyên tử khi chúng tạo thành liên kết hóa học được gọi là gì? Độ âm điện. Vâng, bạn Hữu Đức đã đưa ra một câu trả lời rất nhanh. Và ba thí sinh còn lại không còn cơ hội bởi bạn đã trả lời đúng. Đáp án chính là độ âm điện. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, một câu hỏi 10 điểm tiếp theo của bạn Hữu Đức. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ gồm có 7 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương, đó là thành phố nào? Thành phố Cần Thơ. Vâng, thành phố Cần Thơ không phải là đáp án của chúng tôi và cơ hội nhấn chuông dành cho ba thí sinh còn lại. Vâng, tôi đã nhận được tín hiệu của bạn Văn Dương, xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là thành phố Đà Nẵng ạ. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ gồm có 7 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và một thành phố, đó là thành phố Đà Nẵng. Xin mời bạn. Bạn đã có thêm được 10 điểm và số điểm đó chuyển qua từ số điểm của bạn Hữu Đức. Câu hỏi thứ 3 dành cho bạn Hữu Đức ở phần thi về đích vẫn là một câu hỏi 10 điểm. A380-800 là tên loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Loại máy bay này là sản phẩm của hãng sản xuất nào? Airbus. Boeing. Đáp án cuối cùng của bạn Hữu Đức đưa ra là Boeing. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Tôi nhấn chuông dành cho bạn thí sinh lại. Tín hiệu xin trả lời của bạn Văn Dương. Câu trả lời của em là Airbus. Bạn Hữu Đức đã đưa ra câu trả lời là Airbus, sau đó bạn lại thay đổi là Boeing. Và thật tiếc cho bạn Hữu Đức bởi Airbus chính là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn Văn Dương, bạn có thêm 10 điểm và số điểm đó chuyển qua từ số điểm của bạn Hữu Đức. Bạn đang đứng trước cõi cuối cùng, một cõi 10 điểm và bạn vẫn còn ngôi sao hy vọng. Em không chọn ngôi sao hy vọng. Và đây là câu hỏi 10 điểm cuối cùng của bạn. Dân gian ta có câu, trên trời có ông sao tua, ở làng Minh Giám có vua ba chấm. Trong dấu ba chấm là nhân vật nào? Thủy Tề. Vua Thủy Tề không phải là đáp án chính xác. Cơ hội nhấn chuông dành cho bạn xin của bạn. Tôi nhận được tín hiệu của bạn Vĩnh Tài, xin mời bạn. Dạ, vua Hàm Nghi. Và tôi xin nói với bạn rằng đáp án của tôi là vua Bá Vành. Trên trời có ông sao tua, ở làng Minh Giám có vua Bá Vành. Như vậy là với câu trả lời không chính xác vừa rồi thì bạn bị trừ đến 5 điểm, nửa số điểm của gói đó. Như vậy là bạn Hữu Đức đã kết thúc gói gọi 40 điểm của mình trong phần thi về đích. Bạn có 155 điểm, chúc mừng bạn và xin mời bạn trở về vị trí. Bạn Dương và anh sẽ nói gì với em trai mình vào thời điểm này ạ? Tôi sẽ nói Dương ơi, cố lên. Trước những gói câu hỏi của em trai mình là 40, 60 và 80 điểm. Và với tình thế điểm như bây giờ thì anh nghĩ rằng bạn ý nên chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm? Cái đó thì tôi nghĩ là Dương sẽ có sự lựa chọn riêng. Còn bởi vì tôi tin vào sự lựa chọn của Dương. Xin mời bạn tiến lên vị trí để thực hiện phần thi về đích.
này bạn Văn Dương đang có 145 điểm và kém người dẫn đầu là bạn Hữu Đức 10 điểm. Trước mắt bạn Văn Dương đang là sự lựa chọn ba gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi nào? Em chọn gói 40 điểm ạ. Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm và sau đây là câu 10 điểm đầu tiên dành cho bạn. Khi đánh văn bản muốn trở lại thao tác liền trước đó, ta có thể dùng tổ hợp phím nóng nào trên bàn phím máy tính? Ctrl Z ạ. Ta có thể kích vào undo và ta cũng có thể dùng tổ hợp phím Ctrl Z. Chúc mừng bạn. Bạn có 10 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Tiếp tục là một câu hỏi 10 điểm. Năm 2009, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam. Đó là liên hoan phim lần thứ mấy? Lần thứ 5. Lần thứ 5 không phải là đáp án của câu hỏi này và câu hỏi nhấn chuông dành cho ba thí sinh còn lại. Đây không phải là một câu hỏi dễ chút nào và cũng dễ hiểu khi đã không có thí sinh nào nhấn chuông. Bởi nếu các bạn trả lời sai, các bạn sẽ bị trừ điểm. Và đáp án của chúng tôi là thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam. Đó là Liên hoan phim lần thứ 16. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 trong gói hỏi 40 điểm của bạn Văn Dương. Các tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân đã trân trọng dành những dòng đầu tiên của cuốn Thi nhân Việt Nam để gửi lời cung chiêu anh hồn thi sĩ nào? Đây cũng là một câu hỏi 10 điểm. Bạn Văn Dương đã chưa đưa ra câu trả lời và cơ hội nhấn chuông dành cho 3 thí sinh còn lại. Tôi đã nhận được tín hiệu của bạn Hữu Đức. Nếu bạn trả lời đúng câu này, bạn sẽ lấy được 10 điểm từ bạn Văn Dương. Bạn sẽ hơn bạn đi 20 điểm. Còn nếu bạn trả lời sai thì bạn lại sụt đi 5 điểm và bạn sẽ lại kém bạn Văn Dương. Đáp án của em là Tản Đà. Đáp án của bạn là Tản Đà. Tôi có thể hiểu được tại sao các bạn cổ động viên lại vỗ tay to đến như vậy. Bởi đáp án chính là Tản Đà. Vâng, như vậy là bạn Hữu Đức đã giành được thêm 10 điểm và số điểm này được lấy từ số điểm của bạn Văn Dương. Vâng, trước khi đến với câu hỏi cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ vài điều với bạn Văn Dương. Bây giờ bạn đang kém bạn Hữu Đức 20 điểm. Bạn có một cơ hội là gói 10, là một câu hỏi 10 điểm ở phía trước cộng với một ngôi sao hy vọng. Nếu bạn chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng này, bạn sẽ bằng điểm với bạn Hữu Đức. Tuy nhiên bạn cũng có thể giành được thêm số điểm bằng cách áp dụng luật cướp điểm đối với thí sinh còn lại là bạn Thùy An. Tùy bạn lựa chọn. Em chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, và câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Văn Dương, một câu hỏi 10 điểm với ngôi sao hy vọng. Năm 2007, Liên minh châu Âu-EU đã diễn ra lễ kỷ niệm bao nhiêu năm ngày ký hiệp ước Rome thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu-EEC, tiền thân của EU? À, 40 năm. Bạn vẫn còn 6 giây. Và đáp án của chúng tôi không phải là 40 năm. Cơ hội nhấn chuông dành cho 3 thí sinh còn lại. Xin mời bạn Vĩnh Tài ạ. Dạ là 50 năm. Ê, 50 năm. Bạn Vĩnh Tài thân mến, bạn đang có 85 điểm và bạn có thêm được 10 điểm nữa. Số điểm của bạn Văn Dương bị trừ đi 10 điểm. Như vậy là bạn Văn Dương đã kết thúc gói câu hỏi của phần thi về đích của mình. Và sau đây xin mời bạn trở về vị trí. Bạn có 135 điểm. Quý vị khán giả, chúng ta chuẩn bị đến với phần thi về đích của bạn An. Và bạn có tâm sự với chúng tôi rằng người mà ảnh hưởng đến bạn nhất và bạn muốn gặp trước khi bạn bước vào phần thi về đích chính là người gì của bạn. Cô cảm thấy như thế nào khi mà vào giờ phút này người mà bạn An muốn gặp gỡ và muốn nhìn thấy và muốn trò chuyện nhất chính là cô bây giờ ạ? Tôi tin tưởng là cháu An sẽ chiến thắng ạ. An ơi, cố lên. Sau đây xin mời bạn Thùy An bước lên vị trí để thực hiện phần thi về đích. Lúc này bạn Thùy An đang có 100 điểm và đang kém người dẫn đầu là bạn Hữu Đức 65 điểm.
Trước mắt bạn Thùy An lúc này là ba gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn lựa chọn gói nào? À, em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn. Đây là câu hỏi 10 điểm. Nương tử ơi, chướng căn ấy bởi vì đâu, oan thác ấy bởi vì đâu, cho đến nỗi xuân tàn hoa nụ, thu lẩn trăng rằm. Đây là những lời Phạm Thái khóc người yêu của mình trong tác phẩm nào? Văn tế Như Quỳnh. Rất tiếc đây không phải là đáp án chính xác. Cơ hội nhấn chuông dành cho ba thí sinh còn lại. Như vậy là đã không có thí sinh nào đưa ra tín hiệu trả lời. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Văn tế Trương Quỳnh Như. Vâng, hơi tiếc cho bạn một chút bởi bạn đã tiến rất gần tới đáp án rồi. Câu hỏi thứ hai của bạn là một câu hỏi 10 điểm. Ancol bậc 2 bị oxy hóa nhẹ bằng CO tạo thành chất gì? Ceton. Câu hỏi trước bạn đã đưa ra một đáp án gần chính xác. Còn câu hỏi này thì bạn đã đưa ra một đáp án chính xác. Chính xác của bạn. Có thêm 10 điểm. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Bạn lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu 20 điểm. Câu 20 điểm với ngôi sao hy vọng của bạn. Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Những tỉnh nào thuộc vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Những tỉnh nào thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng là Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và còn lại là Trung Du miền núi Bắc Bộ. Đây là một đáp án không chính xác. Cơ hội dành cho ba thí sinh còn lại. Vâng, tôi xin mời bạn Văn Dương. Em thưa anh, những tỉnh thuộc miền núi Bắc Bộ là Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, còn lại là thuộc đồng bằng sông Hồng. Bạn có chắc chắn không? Bạn có thể bị trừ đi 10 điểm đấy. Em cũng chấp nhận điều đấy ạ. Bạn chấp nhận điều đấy. Và lần này bạn được tăng thêm 20 điểm. Chúc mừng bạn. Đáp án chính xác là Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Còn Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc là vùng đồng bằng sông Hồng. Vâng, và 20 điểm tăng thêm của bạn Văn Dương được lấy từ số điểm của bạn Thùy An. Bạn Thùy An với việc chọn ngôi sao hy vọng và không trả lời được câu hỏi vừa rồi cũng bị trừ đi 20 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi 20 điểm của bạn Thùy An. Một chiếc bút chì dài 10cm được đặt thẳng đứng cách 100cm trước thấu kính có tiêu cự là 50cm. Ảnh của bút chì sẽ lộn ngược và có chiều cao là bao nhiêu cm? 10cm ạ. Ảnh của chiếc bút chì này sẽ lộn ngược và có chiều cao đúng là 10cm. Chúc mừng bạn. Và số điểm của bạn sau phần thi về đích là 110 điểm. Xin chúc mừng bạn và xin mời bạn trở về vị trí. Phải đến câu hỏi cuối cùng thì chúng ta mới xác định xem ai là nhà vô địch. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của các thí sinh sau khi phần thi về đích. Bạn Bùi Vĩnh Tài có 95 điểm. Bạn Hoàng Hữu Đức có 165 điểm. Bạn Nguyễn Văn Dương có 155 điểm. Và bạn Nguyễn Diệu Ánh Thùy An có 110 điểm. Như vậy là chiếc vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay đã thuộc về bạn Hoàng Hữu Đức đến từ khối trung học phổ thông chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là bạn Hoàng Hữu Đức đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay và trường của bạn sẽ nhận được một chiếc TV LG của nhà tài trợ. Và sau đây sẽ là giờ phút vinh danh người chiến thắng. Xin mời bạn bước lên phía trước để nhận vòng nguyệt quế. Và tôi cũng xin mời ba thí sinh còn lại cùng bước lên để nhận những phần quà. Tôi xin kính mời thầy Trần Trọng Hà, cố vấn môn địa lý của chương trình, lên trao vòng nguyệt quế cho thí sinh đạt giải nhất và các phần quà cho các thí sinh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là các thí sinh của chúng ta đều đã về đích, và họ ngoài những phần quà thường nhật của chương trình, họ sẽ còn nhận được 4 chiếc điện thoại di động LG, bởi họ là những người chiến thắng trong phần thi Khán giả cùng leo núi. Nhưng trên hết, đó chính là sự thành công của tinh thần cố gắng, tinh thần đoàn kết và sự vươn lên. Và chúng tôi muốn nói một lời với các bạn học sinh, các bạn chiến sinh tương lai của chương trình Trường Liên Đỉnh Olympia. Các bạn hãy cố gắng học tập, hãy cố gắng trau dồi kiến thức để có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích để có thể trả lời những câu hỏi của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ được nói chương trình Olympia do nhà tài trợ LG Electronics tài trợ. Xin được phép đặt tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Không phải là người đầy được vòng nguyệt quế mà đến đây giao lưu là chính là rất vui. Trong cuộc thi này em đã có thêm nhiều bạn, và khi mà em tới đây thì đã có những bạn học sinh rất là ủng hộ em, và em rất quý các bạn. Hy vọng là em có thể gặp các bạn trong một những thời gian gần tới, và em có thể quay lại thăm các bạn trong những dịp hè. Em ấn tượng với bạn Dương ạ, vì em thấy bạn ấy tiến lên rất là chậm rãi, mà bạn ấy rất là chắc ạ, và em cảm thấy thắng được một đối thủ như bạn ấy là em rất sung sướng ạ. Sau chương trình trên khá nhiều kiến thức, và em thấy nó mình cần phải học nhiều hơn nữa và bình tĩnh hơn trong cuộc sống và nhiều tình huống khác để giành thành công. Em tên là Nguyễn Trọng Tài, học sinh lớp 11 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Em tên là Nguyễn Thị Mai Nghiêng, học sinh lớp 11 hóa trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Em tên là Giáp Thị Lĩnh, hiện em đang là học sinh lớp 11A trường Trung học phổ thông Tân Đông của tỉnh Tây Ninh. Em tên là Thảo Ngọc, đến từ lớp 11A15 trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A.